Em lại chào tất cả các bác nhé. Đây là cái đỗ tròn tròn bé bé đây, rút từ trên chỗ người đỏ đi bẫy đây. Nếu các bác nào xem thì cái gốc cơ sâu cước ở trước em bẫy chưa có ông vàng này, ở dưới có 10 cái, nó nhiều quá nó di chuyển nó xuống đây 2 cái. Một cái thì đã có ông vào, cái này thì hôm nọ em lấy cái ở trên kia rồi. Hôm nay thì hôm đấy thì thấy cái này có ong về soi, và hôm nay xuống thì đã có ong về nha các bác nhá. Nó làm lên trên cái này, trên cái nắp này. Cái con dao ngậy ngậy lên cái này được, mà không cần cái này chỉ xoay được. Đấy, ong đi làm về rất muộn, bây giờ 5 giờ, 5 giờ nó khá tối rồi các bạn. Đây, em sẽ mở cho các bác xem. Cái này nè, cũng có người người ta lay xem. Thì là em đặt sát vào này, cho nó nghiêng sang. Có người đã mở ra xem rồi. Làm sao các bạn, đấy em đập mạnh quá nó bị bật ra các bạn. Không nên chuồn nó dưới. Làm sao nó coi. Đây còn vài con. À, con chúa đây rồi các bạn. Đây các bạn, con chúa. Đây nè. Đấy, 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 đấy. Nó sẽ mất đi. Tóm chân nó đây rồi không đấy. Đây con chúa em đã nhốt vào lồng nhốt chúa nhé các bác nhé. Đây ong ở trong đỗ này đây, đàn này cũng đàn bé bé xinh xinh nhé. Không đông lắm các bác được. Bây giờ em sẽ đổ sang muộn hiểu rồi, đổ lần hai để cho nó lên rồi bao rồi. À, cái đó này cũng bé bé xinh xinh thôi nha các bác nhé, không to lắm đâu, rộng 25, nó không dài mấy. Nó cũng đủ một đàn ong phát triển nữa luôn. Các bác thông cảm nhé, vì là không có cái để máy quay nên là hình ảnh nó không được đẹp. Nên cái đỏ này cũng có ong cắn nhau nữa các bác nhé, chết một số rồi. Người soi cắn nhau. Đậu cả lên cây rồi. Em sẽ đuổi cho nó xuống. Đây như vậy là ong đã tương đối ổn định như vậy nhé. Đó em quẳng cái kia thì nó đỡ về.
Chúa thì em treo trong này rồi, bộ não về đàn này thì mấy lạng quân thì em sẽ ghép vào những cái đàn ít ít ý, các bạn. Video của em xin được tạm dừng tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Đăng ký kênh và cho em một like nếu thấy hữu ích nhé. Để chia sẻ những cái cùng nhau chia sẻ cái bẫy ong và xem những đàn ong về đỏ nhé các bác nhé.